Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 26, Thập Cửu Thúc Lâm Di ngẩng đầu lên nhìn Trần Lão Thái Thái, bá tổ mẫu, cha cháu sắp có chuyện phải không? Điền Thị không ngờ Lâm Di vừa mở miệng sẽ hỏi đến chuyện của Tam Thúc. Ngay cả trịnh lão phu nhân cũng thoáng kinh ngạc, bà cứ tưởng Trần Lục Tiểu Thư sẽ tố cáo Tiểu Thư nhà ngự sử kiêu căng, hiếp đáp người khác. Câu nói này thật sự đã làm khó Trần Lão Thái Thái, cuối cùng bà thở dài đưa mắt nhìn Huệ Hòa quận chúa ngồi bên cạnh. Tại sao ngự sử lại muốn tố tội cha cháu? Cháu nghe nói chỉ có quan lại thất trách, ăn hối lộ làm trái luật mới bị ngự sử buộc tội mà, cả nhà cháu sắp bị đẩy đi ninh cổ tháp thật sao? Lâm Di hỏi mà mắt rơm rớm, vẻ mặt sợ hãi người trong phòng đều kinh ngạc mở to cả hai mắt. Là ai nói vậy? Mặt trần lão thái thái lập tức trở nên xanh mét, giọng nói cũng cao hơn hẳn ngày thường. Trịnh lão phu nhân cũng giận đến tái mặt, con bé chỉ đến chơi một chuyến mà bị dọa thành như vậy, bên ngoài có gió thổi cỏ lay đến thế nào cũng không tới phiên một tiểu thư khuê các rêu dao. Các tiểu thư ở Kinh Thành từ nhỏ đã có mama giáo dưỡng theo bên người, không thể nào không biết những quy củ này mà ăn nói cản rỡ như vậy, rõ ràng là không coi ai ra gì. Vậy mà lão nhị còn có ý định chọn hải thất tiểu thư làm con dâu, con dâu như vậy nhà bọn họ nhận không nổi rồi. Còn ai nữa chứ, trịnh thất tiểu thư đi tới giúp vào bên cạnh huệ hòa quận chúa, dĩ nhiên là hai tiểu thư nhà ngự sử. Cách nói của Lâm Di tựa như không hề trách cứ hai tiểu thư ngự sử mà chỉ lo lắng cho phụ thân mình, bá tổ mẫu, lúc ở Phúc Ninh cha cháu năm nào cũng dẫn người trong nha môn ra ngoài giúp dân chúng chống thiên tai. Lũ chưa rút là cha cháu sẽ không về nhà, huynh muội chúng cháu và mẹ ở nhà chờ cứ thấp thỏm sợ cha xảy ra chuyện. Có một lần nhà chúng cháu bị nước vào, mẹ phải cùng người hầu dẫn huynh muội chúng cháu đi lánh nạn, thế nên mấy năm qua nhà chúng cháu rất ít mua sắm đồ đạc. Nói tới đây Lâm Di nhìn về phía Điền Thị, nhị thẩm hẳn biết, lúc chúng cháu vào kinh chỉ có ba cỗ xe, đó là toàn bộ đồ đạc của nhà cháu suốt mấy năm qua. Dù sao cũng không phải là tượng Bồ Tát, dĩ nhiên Điền Thị không thể vờ câm điếc, càng không thể nói lời khó nghe. Đúng là vậy, Điền Thị thương xót cảm thán. Chỉ một câu lâm di đã kéo Điền Thị đứng về phía mình. Cha cháu có bệnh ở chân mãi vẫn chưa khỏi cũng là vì thường xuyên ngâm nước, cho nên bị nước ăn thành lở loét. Cha nàng bệnh chưa bao giờ rêu rao với người ngoài, càng không cho phép tiêu thị nói ra. Tuy làm vậy chứng tỏ mình cương trực nhưng lại bị thiệt trên quan trường. Trần Lão Thái Thái cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện Trần Doãn Viễn bị bệnh, tất cả quay sang nhìn nhau, tuy biết phúc kiến thường xảy ra lũ lụt, nhưng thật sự không ngờ ở đó lại khổ như vậy. Lâm Di ngỏ ý mình đã nói xong, trịnh Lão Phu Nhân bảo trịnh Thất Tiểu Thư dẫn nàng ra vườn dạo chơi một chút. Trịnh Thất Tiểu Thư dĩ nhiên vui vẻ đồng ý, nắm tay lâm di ra ngoài lâm phương không muốn rời khỏi điền thị nên vẫn ở lại trong phòng điền thị đỡ trần lão thái thái ngồi dậy vừa cử động một cái trần lão thái thái liền ho khan mấy tiếng huệ hòa quận chúa định tiến lên hầu hạ bà bà lại lắc đầu không không có gì bệnh cụ ấy mà để vậy sao được tuy bà phải cáng đáng việc nhà nhưng cũng không thể để bản thân vất vả quá mức trịnh lão phu nhân than thở ngày trước bà là người khỏe nhất, vậy mà chỉ mới mấy năm đã yếu đến thế. Không phải là do cáng đáng chuyện nhà mới yếu đi, bà trở thành như vậy là do quá đau lòng khi doãn lễ mất, đứa con trai duy nhất để dựa dẫm không còn, lòng bà liền như cho tàn, bởi vậy cũng không màng chăm sóc bản thân, chỉ chờ đến ngày dầu cạn đèn tắt để được giải thoát mà thôi. Vừa rồi ngự y nói bệnh của lão thái thái không phải không thể trị, chỉ, chỉ là phải tốn chút thời gian cẩn thận điều dưỡng thôi huệ hòa quận chúa nói hay là để ta ra mặt cầu trần ngự y trần lão thái thái cười nói già rồi không cần phiền toái người khác như vậy quận chúa đừng để trong lòng nghe vậy huệ hòa quận chúa cũng không khuyên nhủ nữa trịnh lão phu nhân nói được rồi tất cả ra ngoài đi để hai lão tỉ muội chúng ta tiếp tục trò chuyện Huệ Hòa quận chúa vừa mới vâng dạ thì bên ngoài thông báo rằng có các lão gia ở tiền viện tới thăm hai lão thái thái. Trịnh lão phu nhân cười nói, bảo bọn chúng lo chuyện của bọn chúng đi, hai bà già này vẫn khỏe, không cần khua chiêng gióng chống như vậy. Huệ Hòa quận chúa nghe vậy mới dẫn Điền Thị ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, Điền Thị nghe được Trần lão thái thái nói, lão tỷ tỷ nghe thấy cả nhà lão tam cực khổ thế nào rồi đấy, con trai ta mà còn sống nhất định sẽ tìm cách giúp đệ đệ, đáng tiếc hôm nay chỉ còn lại tấm thân già này. Trịnh lão phu nhân an ủi, bà đừng vội. Chuyện này, tiếng nói nhỏ dần, sau đó điền thị không nghe được thêm gì khác. Lâm Di và Trịnh Thất Tiểu Thư đi dọc theo con đường lát đá xanh trong hậu viện. Trịnh gia xây núi giả quanh hồ sen, dẫn nước chảy từ trên xuống dưới tạo cảnh. Trịnh Thất Tiểu Thư tính thân thiện, thấy nơi này đẹp mới cô ý dẫn Lâm Di tới đây giải sầu. Lâm Di cúi đầu nhìn, sắc hồ xanh ngắt che khuất bóng của nàng và trịnh thất tiểu thư. Trịnh thất tiểu thư chìa hộp thức ăn cho cá ra, Lâm Di đưa tay nhận rồi nhẹ nhàng giải xuống hồ, bầy cá rối rít nổi lên tranh giành thức ăn. Phòng của trịnh lão phu nhân bị cháy, tuy đã khiến chuyến viếng thăm trịnh gia lần này trở nên thuận lợi, nhưng kết quả không hẳn sẽ tốt như nàng nghĩ dù sao nàng cũng còn nhỏ tuổi, lại là khuê nữ không quá hiểu chuyện trong chiều, những gì nàng có thể làm cũng chỉ có thể là nói ra sự thật trước mặt huệ hòa quận chúa, không chừng trịnh gia niệm tình cảm với lão thái thái chi chính sẽ chia tay giúp đỡ. Nhưng có bao nhiêu phần chắc chắn thì nàng cũng không rõ. Lúc ở trong đình nàng bước ra tranh cãi với hải thất tiểu thư cũng chỉ muốn khiến vụ xung đột này càng to càng tốt, để người khác biết chuyện gia quyến của ngự sử kiêu căng càn rỡ ngự sử là ngôn quan ngôn quan rất chú trọng danh tiếng không chừng sẽ vì lo lắng chuyện này mà kéo dài chuyện buộc tội cha dù sao đi nữa thì tấu trương tố cáo vẫn chưa dâng lên mà mọi người cũng đã biết hết rồi chỉ cần có thêm thời gian cha sẽ tìm ra được cách khác làm được gì nàng đã làm hết sức còn lại cũng chỉ có thể chờ xem thế nào lâm di bình thản nhưng trịnh thất tiểu thư thì lại sầu lo không yên còn nóng lòng hơn là chuyện của mình tỷ tỷ có rảnh rỗi thì năng đến chơi với ta hơn nhé. Lâm Di cười quay lại nhìn Trịnh Thất tiểu thư, muội muội có rảnh cũng đến chỗ ta chơi, ta mang không ít đồ chơi từ Phúc Ninh về, hôm khác sẽ đưa vài món sang cho muội muội. Nghe nói tới đồ chơi, mắt Trịnh Thất tiểu thư liền sáng lên, ừm. Sau đó cô bé bắt đầu kể cho Lâm Di nghe các thú vui của khuê tú trong kinh, nhắc đến trò đào run câu cá, cô bé còn có ý định bảo người cầm cần câu tới. Lâm Di nhìn đàn cá chép trong hồ, câu rồi lại phải thả xuống, cảm thấy thôi đi thì hơn, cho nên nàng vội ngắt lời trịnh thất tiểu thư, chuyển sang kể chuyện khi còn bé nàng và ca ca theo cha ra suối bắt cá. Cuối cùng cả hai người người đầy bùn đất mà chỉ mang về được vài con tôm cá tí xíu, khiến tiêu thị cảm giảm cha hết mấy ngày. Trịnh thất tiểu thư rất ít đi ra ngoài, cho dù có đi thì cũng là từ nội viện nhà này sang nội viện nhà khác, làm gì từng nghe qua mấy chuyện như vậy nên nhất thời vô cùng hâm mộ Lâm Di. Hai người nói đến trò chơi quay, trịnh thất tiểu thư nhớ trong nhà mình còn một con quay mới màu sắc rất đẹp liền bảo bà tử đi lấy tặng cho Lâm Di. Bà tử vừa xoay người đi, trịnh thất tiểu thư liền kéo tay Lâm Di, ta chợt nghĩ tới một người, không chừng có thể giúp được tỷ. Trịnh thất tiểu thư dẫn Lâm Di đi trước, hai nha hoàn theo sát phía sau. Lâm Di hỏi, chúng ta đi đâu đây? Yên tâm, Trịnh Thất tiểu thư vui vẻ nói, cứ đi theo ta, có điều không chắc là sẽ gặp được. Trịnh Thất tiểu thư muốn đưa nàng đi tìm ai? Men theo hành lang quanh hồ, vòng qua tấm bình phong đá, hai người đi tới một tiểu viện xanh mát, nhìn qua tựa như thư phòng ở nội viện. Lâm Di đi vòng qua bình phong, chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã nghe thấy Trịnh Thất tiểu thư vui vẻ nói, "Thập Cửu thúc, cháu biết ngay thúc ở đây mà." dưới tán ngô đồng là một vạt hoa ngu mỹ nhân đang khoe sắc lá xanh lẳng lặng đong đưa trong gió hoa đỏ rực rỡ như lửa sen lẫn hoa trắng như tuyết rơi giữa mùa đông không rõ màu nào đẹp hơn người ngồi bên bàn đá ngước mắt nhìn lên ánh mắt trong trẻo nhưng thăm thẳm mặt điểm nụ cười mỉm xong lại khiến người khác nhìn không thấu lâm di cuốn quít cúi đầu định lui ra ngoài trịnh thất tiểu thư kéo lâm di lại sợ cái gì chứ có hạ nhân đi theo mà chưa kể thập cửu thúc cũng không phải người ngoài chẳng ai dám lắm mồm đâu hỏi xong chuyện của phụ thân tì rồi chúng ta đi liền tuy đồng ý ở lại nhưng lâm di vẫn không chịu lại gần người nọ trịnh thất tiểu thư không quá câu nệ mấy chuyện này nên hỏi thẳng hộ lâm di luôn lâm di nghe được chàng trai cất chất giọng điềm đạm trầm ấm nhưng rõ ràng như tiếng đàn vừa truyền khúc phụ thân cô là chi châu phúc ninh trần doãn viễn lâm di gật đầu vâng một tiếng thập cửu thúc hẳn là quan trong triều, bằng không đã chẳng biết rõ như vậy. Cha nàng là quan ngũ phẩm, triều đại chu có rất nhiều quan lại bậc ngũ phẩm, gọi được đầy đủ tên của cha nàng tất nhiên là người trong nha môn. Trịnh thất tiểu thư nóng nảy nói, thập cửu thúc, mau nghĩ xem có cách nào không, bằng không phụ thân của lục tiểu thư sẽ bị ngự xử buộc tội mất. Bây giờ cho dù quận chúa đứng ra giúp cũng không chắc đã kịp, chỉ cần ngự xử dâng tấu trương lên, lập tức sẽ có người đi thẩm tra. Nói cách khác, đã có người sắp xếp hết mọi chuyện, chỉ chờ triều đình phái người đi kiểm chứng nữa là xong. Lâm Di nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nói vậy thì không còn cách nào nữa. Người nọ gập sách lại, ánh mắt trong trèo nhìn thẳng vào Lâm Di, biết Phù Dung Các ở đầu hẻm hồ lô phố Đông Nhai chứ. Phù Dung Các, nghe như. Trịnh thất tiểu thư nói, có nghe qua, là cửa hàng bán son phấn. Người nọ khẽ mỉm cười, lúc còn ở Phúc Ninh, có phải là tiểu thư thường ra ngoài đi lại. Muốn hỏi nàng có hay theo cha tới nhà Đồng Liêu chơi sao? Lâm Di đáp, mẫu thân cũng có dẫn tôi ra ngoài làm khách. Nói tới đây nàng liền kinh ngạc mở to mắt, chẳng lẽ người này muốn nói. Thông minh thật, hệt như trong suy nghĩ của chàng. Chính là như vậy, bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 27, ngày hôm qua lại tái diễn. Lâm Di thật sự không thể chắc chắn liệu lời của thập cửu thúc có đáng tin không. Nàng tin tưởng trịnh thất tiểu thư là vì cô bé này thẳng thắn, nghĩ gì đều để lộ trên mặt, không phải tốn công phỏng đoán. Còn chàng trai trước mặt tuy mang vẻ mặt ôn hòa, nụ cười ấm áp như gió xuân, phong thái nhã nhặn, nhưng lại khiến người khác khó thể biết anh ta thật sự đang nghĩ gì chỉ ít nàng phải suy xét rõ ràng lời của anh ta trước rồi mới có thể hành động. Không những thông minh mà còn tinh tế, cẩn thận không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào, tuy rằng đã gặp Trần Doãn Viễn, nhưng chàng không hề ngờ ông ấy lại có một đứa con gái như vậy. Chàng thản nhiên đứng lên, ngẩng đầu nhìn mặt trời, bây giờ là đầu giờ dậu, 5 giờ chiều. Trịnh phủ hẳn cũng chuẩn bị tiễn khách ra về rồi. Mãi suy nghĩ nên không chú ý thời gian. Lâm Di vội vàng chỉnh đốn trang phục rồi cúi chào, "Cảm ơn sự hỗ trợ của thập cửu thúc." Nàng đang làm khách ở Trịnh gia, tạm thời theo Trịnh Thất tiểu thư gọi anh ta là thập cửu thúc hẳn không có vấn đề gì. Trịnh Thất tiểu thư dẫn Lâm Di ra khỏi thư phòng, theo lối cũ trở về bên bờ hồ sen. Bà tử đi lấy con quay khi nãy đã bồn chồn chờ sẵn ở đó từ lâu, nhìn thấy Trịnh Thất tiểu thư và Lâm Di thì vội vã chạy tới đón hai vị tiểu thư khiến nô tỳ lo chết đi được. Hạ nhân canh cổng đã chuẩn bị xe ngựa, e rằng lát nữa sẽ chia ra đi tìm Trần Lục tiểu thư đấy. Trịnh thất tiểu thư niềm nở kéo tay Trần Lục tiểu thư, bằng không tỉ ngủ lại đi, chúng ta cùng tâm sự. Đã quen nhìn chúng tiểu thư kinh thành luôn óng ẻo, hễ mở miệng là trích thơ dẫn văn, khó khăn lắm cô bé mới gặp được một người thẳng thắn, phóng khoáng như lâm di mà chưa gì đã phải đi rồi. Sớm biết vậy cô bé đã không giả bệnh trốn trong phòng. Lần đầu tới nhà người ta chơi đã ngủ lại thì còn ra thể thống gì, cho nên Lâm Di khéo léo từ chối. Ta đi về cũng buồn, có điều không chuẩn bị trước nên trưởng bối ở nhà sẽ chẳng cho phép đâu. Vừa nói nàng vừa cười với Trịnh Thất tiểu thư, đành hẹn muội dịp khác vậy. Nói cũng đúng, cùng lắm thì cô bé sẽ vòi mẫu thân lại mời Trần Lục tiểu thư tới chơi. Trước khi đi Lâm Di cởi túi hương kết hợp khóa lỗ ban trên người xuống tặng cho Trịnh Thất Tiểu Thư. Trịnh Thất Tiểu Thư cầm lấy túi hương, bị dịn đưa tiễn Lâm Di. Lâm Di lên xe rồi vẫn vén rèm chào từ biệt Trịnh Thất Tiểu Thư. Lâm Phương cũng ngồi trong xe, mặt u ám nhìn cảnh này. Đã biết Lão Thái Thái Chi Chính cũng tới, Lâm Phương nằng nặc đòi về cùng xe với bà, vừa lên xe liền chiếm chỗ của Lâm Di, đẩy nàng ngồi sát vào góc xe trên đường về vì có lâm phương líu díu bên tai không ngừng lâm di và lão thái thái chi chính chẳng hề có cơ hội trao đổi lâm di nhìn lâm phương đang huyên thuyên cười nói điền thị cố ý sắp xếp cho lâm phương lên xe cùng bọn họ để hai người họ không tiện nói chuyện với nhau nhưng không cần hỏi thăm lão thái thái chi chính nàng cũng đoán được chuyện nàng và tiểu thư ngự sử tranh cãi hẳn đã tới tai trần gia lúc về nàng chắc chắc không tránh khỏi bị nhị lão thái thái mắng Xong cũng chỉ là vài lời trách mắng, không đáng cho nàng để bụng, nàng quan tâm đến chuyện cha xét lời của thập cửu thúc hơn. Xe ngựa dừng lại trước cổng trần gia. Lâm Di và Lâm Phương xuống xe, Điền Thị cũng bước xuống chào lão thái thái chi chính. Cứ tưởng rèm xe sẽ được thả xuống, không ngờ lão thái thái chi chính lại chợt nói, từ khi sân viện này được sửa mới lại ta vẫn chưa có dịp đến thăm. Hôm nay dù sao cũng đã đến trước cửa, vào xem một vòng đi vậy điền thị tươi cười bảo lão thái thái nhà con biết được chắc chắc sẽ vô cùng vui mừng chỉ lo người bị mệt thôi lão thái thái chi chính vất tay ta uống thuốc xong đã khá hơn nhiều rồi nghe vậy điền thị liền vội vàng bước tới đỡ lão thái thái chi chính xuống xe điền thị hành xử quả thật không có chỗ nào chê trách được cộng thêm khuôn mặt lương thiện kia bất kỳ ai khi tiếp xúc cũng sẽ thích lão Thái Thái Chi chính tới thăm nhanh chóng được truyền vào trong nội viện. Sau khi nghe đồng ma ma báo lại, nhị lão Thái Đồng Thị Thái hết sức kinh ngạc. Lúc sân viện vừa được sửa chữa xong, lão Thái Thái Chi chính đã mấy lần được bà ta ngỏ lời mời đến thăm nhưng đều lần lữa khước từ, ấy thế mà hôm nay lại tự mình chủ động tới. Nhị lão Thái Thái liếc nhìn đồng ma ma, mau đi chuẩn bị, lần đầu lão Thái Thái Chi chính đến chơi. Tuyệt đối không được để có sai sót gì. Đồng ma ma vội vàng vâng giả. Nói thế nào đi nữa thì lão thái thái chi chính vẫn còn địa vị trong gia tộc họ Trần. Lão thái thái chi chính được Lâm Phương dìu đi trước, Lâm Di và Điền Thị theo ở phía sau. Nhóm người còn chưa tới hòa hợp đường thì nhị lão thái thái đã dẫn Trần Đại Thái Thái và Tam Thái Thái tiêu thị ra đón. Mọi người tươi cười vây quanh đón lão thái thái chi chính vào chính phòng ngồi lão thái thái chi chính uống vài hớp trà rồi tấm tắc khen khuôn viện. Nói tới những điểm hay của cảnh trí nơi đây, Lâm Phương liền huyên thuyên liệt kê một chàng. Lão thái thái chi chính mỉm cười nghe xong mới gọi tam thái thái tiêu thị đến, cô dạy dỗ con gái rất tốt, không nhờ con bé thì hôm nay ta đã táng thân trong biển lửa rồi, làm gì có phước thăm thú nơi này. Tiêu thị bỗng nhiên nghe được lời này liền kinh hoàng, quay sang nhìn Lâm Di, tải tại sao lại như vậy nhìn vẻ thật thà của tiêu thị lão thái thái chi chính thầm thở dài may mà bên cạnh vợ lão tam còn có một đứa con gái thông tuệ như lục nha đầu nhị lão thái thái đồng thị cũng ra vẻ kinh ngạc sao chị dâu lại nói vậy lão thái thái chi chính kể lại chuyện gặp nạn tất cả mọi người đều quay sang nhìn lâm di bằng ánh mắt tán dương ai cũng nói con gái nhà họ trần chúng ta ngoan ngoãn hiếu thảo lão thái thái chi chính vỗ tay lâm phương, có được một muội muội như vậy là phước của các cháu đấy. Tam thái thái tiêu thị đỏ mặt nói, lâm gì cũng chỉ vừa hay có mặt ở đó thôi à. Nghe thấy người khác khen ngợi đứa con mình khổ cực nuôi lớn, tiêu thị cảm động nhưng vẫn không quên khiêm tốn. Lão thái thái chi chính lại thở dài, người trong phòng e rằng ai cũng hiểu mục đích của bà, chỉ có mình mẹ kế của lục nha đầu là không bà còn trông cậy tiêu thị biết thuận nước đẩy thuyền góp thêm vài lời. Nào ngờ tiêu thị lại là người thành thật như vậy. Lão Thái Thái Chi Chính cũng gọi Lâm Uyển và Lâm Di đến cạnh mình. Tiểu thư khuê các quan trọng ở danh tiếng là tỉ muội các cháu phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Vừa nói bà vừa cười, hôm nay Lâm Di làm tốt lắm, biết giúp đỡ không để tỉ tỉ bị ăn hiếp. Các cháu phải biết con gái nhà họ Trần chúng ta đều là người khí phách không thua ai lâm phương lập tức sự mặt vội vàng liếc nhìn điền thị không để cho lâm phương kịp suy xét lão thái thái chi chính đã tiếp lời tứ nha đầu hải tiểu thư nhà ngự nói lời khó nghe với cháu có đúng không nói cháu say rượu thất lễ hải ra đẩy lỗi lên đầu con cháu trần gia ta ta làm sao có thể tha cho bọn họ chứ nếu bên ngoài có truyền ra lời đồn đãi khó nghe nào các cháu cứ yên tâm có bà già này làm chỗ dựa cho các cháu Nghe nói tới Hải gia đổ hết lỗi lên đầu mình, Lâm Phương nhất thời xúc động, phẫn nộ nói, là Hải thất tiểu thư làm thơ thua cháu nên thẹn quá hóa giận, dùng mấy lời ô uế đó mắng cháu, bảo cháu uống rượu say. Chỉ với vài câu lão thái thái chi chính đã khiến Lâm Phương vô thức kể rõ ràng đầu đuôi tình hình khi đó. Như vậy điền thị có lợi hại tới đâu cũng không thể đảo trắng thành đen được. Lão thái thái chi chính kéo Lâm Phương vào lòng, đứa trẻ đáng thương cháu chịu ướt ức rồi. Lão thái thái Chi Chính ngày thường bệnh tật không thích nhiều lời, nhưng đến thời điểm mấu chốt thì miệng lưỡi không hề thua kém người khác. Ngồi nói chuyện thêm một lúc, lão thái thái Chi Chính than mệt muốn trở về. Nhị lão thái thái lập tức gọi người mang kiệu đến. Lâm Phương và Lâm Di đỡ lão thái thái Chi Chính lên kiệu, đưa ra tận cửa Thùy Hoa. Tiễn lão thái thái Chi Chính về xong, tiêu thị mới gọi Lâm Di đến phòng mình xem xét từ trên xuống dưới một lượt. May mà không bị thương chỗ nào, chỉ là ra ngoài dự tiệc cũng xảy ra chuyện, làm mẹ sợ hết hồn. Lâm Di mặc cho tiêu thị quay mình tới lui, cười nói, chẳng phải con vẫn bình an đây sao, mẹ yên tâm đi. Tiêu thị nghiêm mặt nói, lần sau đi dự tiệc, nói sao mẹ cũng phải đi cùng con. Mẹ, Lâm Di nhớ tới liền bảo, nghe nói phù dung các ở đầu hẻm hồ lô phố đông nhai bán phấn nước rất tốt ngày mai mẹ có thể dẫn con đi mua một hộp không con cũng muốn xem thử các tiểu thư phu nhân trong kinh dùng phấn hương loại gì tiêu thị nghe lâm di nói vậy vành mắt liền đỏ ửng ừ ngày mai dùng bữa sáng xong mẹ con mình cùng ra ngoài hôm nay thấy phục sức trên lâm phương mẹ mới biết mấy năm nay thật là thiệt thòi cho con quá không ngờ tìm cớ nói một hai câu lại khiến tiêu thị xúc động rồi lâm di an ủi tiêu thị mấy câu rồi chuyển đề tài sang hai tiểu thư nhà ngự sử mẹ xem ra hai nhà ngự sử kia thật sự định buộc tội cha vẻ mặt tiêu thị lập tức đổi thành kinh ngạc và e ngại thật thật sao hai mẹ con đang nói chuyện trần doãn viễn vừa từ nha môn trở về vào nhà thấy tiêu thị mắt đỏ ửng liền nhíu mày chuyện gì vậy trần doãn viễn không hỏi thì thôi vừa lên tiếng tiêu thị liền không nhịn được lão gia thật sự có ngự sử muốn tố cáo ông sao? Trần Doãn viễn ngẩn ra, ông cũng chỉ vừa hỏi thăm được, sao trong nhà lại biết trước rồi? Hôm nay ông về muộn cũng vì muốn trưng cầu ý kiến của đồng liêu, xem phải nhờ cậy ai giúp đỡ. Nghe tiêu thị nói rõ ngọn nguồn, sắc mặt của Trần Doãn viễn càng khó coi hơn, thật khinh người quá đáng, đừng nói bây giờ tấu trương vẫn chưa được dâng lên, cho dù có đưa rồi, triều đình tiến hành tra xét thì ta cũng hoàn toàn trong sạch. Tiêu thị nghe nói triều đình sẽ cho người điều tra thì càng thêm sợ hãi. Lão ra, ông phải nghĩ cách ứng đối mới đúng. Lâm Di nói lão thái thái chi chính đã ngỏ ý với trịnh gia, hay là lão gia tự mình tới cầu xin trịnh các lão xem. Trần Doãn viễn chắp tay sau lưng đi một vòng trong phòng, ông cũng từng nghĩ tới, trịnh các lão lớn tuổi, làm quan thời gian dài nên gây dựng được danh tiếng không nhỏ trong chiều, chẳng ai muốn đắc tội cũng có người nhắc tới Khang Quận Vương với ta. Khang Quận Vương, mí mắt Lâm Di lập tức giật giật, kẻ đã tranh công của cha nàng kiếp trước. Nàng muốn tránh xa Lâm Gia bao nhiêu thì cha càng phải tránh xa Khang Quận Vương bấy nhiêu. Nếu không tất cả tất cả chuyện ở kiếp trước sẽ lặp lại một lần nữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 28, Thu Xếp. Tiêu thị nghe thấy cái danh Khang Quận vương thì lập tức nghĩ đến quyền lực của Tôn Thất, kỳ vọng nhìn Trần Doãn Viễn. "Lão gia, Khang Quận vương có chịu giúp không?" Trần Doãn Viễn lắc đầu, "Năm ngoái Khang Quận vương có lần đến Phúc Ninh, ta cũng chỉ trình diện báo cáo công vụ chứ không phải qua lại gì khác." Trần Doãn Viễn làm người chính trực chưa bao giờ luồn lách tìm đường tắt trên con đường làm quan, cho nên khinh thường những hành động như lôi kéo quan hệ kia. "Vậy tiêu thị vẫn chưa từ bỏ ý định, nói không chừng khang quận vương biết được lão gia thanh liêm, ngự sử có buộc tội cũng biết là ông bị hãm hại. Biết tính trượng phu mình, tiêu thị chưa bao giờ để tâm đến chuyện thăng quan tiến chức của ông. Bà chỉ biết trượng phu mình một là không tham tiền, hai là chịu thương chịu khó, thật sự là một vị quan tốt, chưa kể, ở Phúc Ninh vẫn còn rất nhiều chuyện không thể không có lão gia. Đối với những lời này của tiêu thị, Trần Doãn Viễn không biết nên vui hay nên trách bà nhìn nhận mọi chuyện quá ngây thơ. Làm quan xấu hay tốt đều dựa vào một câu của quan trên, một bức tấu trương, nào có ai thật sự đi thăm dò rõ ràng. Chưa kể người chờ được làm quan nhiều đến đếm chẳng xuể, không có trương đồ tể thì phải ăn lợn nguyên lông sao? Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao ông không muốn bàn chuyện chính sự với tiêu thị. Trần Doãn Viễn tìm cách đổi chủ đề, được rồi, tới phòng lão thái thái dùng bữa thôi, đừng để mọi người chờ. Lâm Di cũng chỉ có thể thầm thở dài, nếu tiêu thị có chút đầu óc chính trị thì may ra nàng còn nghe thêm được ít tin tức từ miệng cha, có điều thành thật cũng chính là ưu điểm lớn nhất của tiêu thị, làm người không thể đòi hỏi quá nhiều. Già trẻ trần gia đều tụ tập ở hòa hợp đường, điền thị không đụng tới thức ăn sau giờ ngọ nên không lộ diện, Lâm Phương thất bại trong lần ra mắt ở phủ quận chúa nên ủ rũ hơn ngày thường. Trần Đại Thái Thái nhìn thấy Lâm Phương ỉu xìu như vậy thì vô cùng khoái chí, ra sức ngồi một bên đổ thêm dầu vào lửa, liên tục khen ngợi Lâm Di đủ điều, khiến ánh mắt nhìn Lâm Di của Lâm Phương từ u oán dần biến thành phẫn hận. Mọi người dùng bữa trong không khí vô cùng gượng gạo. Cơm nước xong, Trần Đại Thái Thái còn kéo cả con gái Lâm Uyển của mình vào câu chuyện. Có thời gian con hãy đi theo học hỏi Lục muội muội. Lâm Uyển ngượng ngùng nhìn Lâm Di, Lục muội muội gan lớn, nếu là con thì con chẳng dám. Lâm Phương ngồi cạnh đó hừ lạnh một tiếng, có được mấy người nhát gan như Tam tỷ đâu chứ. Trần Đại Thái Thái nghe thấy liền cười bảo, hai đứa thường ra ngoài dĩ nhiên hiểu biết nhiều, lần sau nhất định phải nhớ dẫn Lâm Uyển theo, cho con bé cũng mở mang kiến thức. Ý mỉa mai trong câu này của Trần Đại Thái Thái rõ ràng đến mức ngay cả nhị lão thái thái đồng thị cũng nhíu mày, nhưng lại không thể nói gì, bởi vì lần này thật sự là thiếu sót của Lâm Phương. Lần tới có dẫn theo Lâm Uyển cũng là ý hay. Tuy Lâm Uyển nhìn bình thường, cũng không tinh thông cầm kỳ thi họa gì nhưng nói cho cùng vẫn là cháu gái ruột của bà ta. Lúc trước chỉ có Lâm Phương, Lâm Uyển không cần dùng tới, nhưng bây giờ xuất hiện Lâm Di, thêm người cũng nắm chắc hơn nhị lão thái thái gật đầu lần sau cũng cho lâm uyển đi theo cuối cùng cũng đạt được mục đích trần đại thái thái tươi cười hớn hở lâm uyển cũng hơi kinh ngạc căng thẳng di di mũi chân trên mặt đất vẻ ngoài của lâm uyển quả thật hơi bình thường da không quá trắng cằm hơi vuông vì giống trần đại lão da dáng gầy nhưng không được mềm mại như lâm phương thế ra tuy chọn con dâu thích nhìn đức hạnh nhưng bề ngoài cũng rất quan trọng nhất là khi bị so sánh với lâm phương lâm uyển càng thêm trần đại thái thái cũng vì vậy mà chịu thiệt không ít bây giờ rốt cuộc có cơ hội gỡ hòa mọi người nói chuyện thêm một lúc rồi ai về phòng người nấy tiêu thị cũng đánh tiếng với nhị lão thái thái đồng thị xin mượn xe ngựa để ngày mai dẫn lâm di ra ngoài mua đồ trang điểm sau bữa sáng xin phép xong lâm di cùng hoành ca đến phòng tiêu thị Tiêu thị bảo nha hoàn bưng trái cây lên cho mọi người ăn tráng miệng. Sợ Lâm Di vẫn còn ám ảnh vì trận hỏa hoạn, bà còn sai người thu dọn phòng bên để nàng ngủ lại với mình một đêm. Lâm Di vội nói, con không sao, may nhờ lúc ấy phát hiện sớm. Tiêu thị hỏi đi hỏi lại mấy lần mới yên tâm ngồi nhìn con trai con gái trò chuyện, còn mình thì cầm lấy kim chỉ trong rổ lên theo thùa. Mẹ! Lâm Di bỗng ngước lên hỏi, nhà họ Trần Đông như vậy, con với ca ca rốt cuộc có bao nhiêu thúc thúc bá bá vậy? Nghe hỏi vậy, tiêu thị suy nghĩ một chút mới đáp ước chừng, trực hệ dòng chính cũng không nhiều, hiện giờ ở trong kinh chỉ còn mấy phòng với vài nhánh nhỏ, nhầm tính toàn bộ chắc cũng mười mấy người. Lâm Di khẳng định lại, bối phận đều tính riêng từng nhà sao? Nhà chúng ta ngoài bá phụ của chi chính đã qua đời thì bây giờ chỉ còn hai bá phụ. Tiêu thị bắt đầu mù mờ, cách xưng hô mà chúng ta thường dùng chỉ để phân biệt thứ tự trong nhà mình thôi. Nếu nói chính xác thì còn phải theo thứ tự trong họ tộc nữa. Dài rằng giặc luôn ấy chứ. Đừng nói các con, ngay cả mẹ cũng nhớ không hết. Nói vậy trịnh thất tiểu thư gọi người nọ thập cửu thúc là kêu theo thứ tự trong đại gia tộc trịnh thị. Trịnh gia có không ít người làm quan trong triều hiện đang là kỳ báo cáo, người nọ biết tục danh của cha cũng chẳng có gì lạ lạ là tại sao anh ta lại đồng ý giúp đỡ nàng tiêu thị hỏi sao con lại đột nhiên hỏi chuyện này lâm di cười nói lúc con ở trịnh phủ nghe nói trịnh gia có rất nhiều người trần gia chúng ta cũng được coi như gia tộc lớn nên con nghĩ bên mình cũng không ít ba con mẹ con đang trò chuyện thì trần doãn viễn từ thư phòng trở lại tiêu thị lập tức vứt thắc mắc của lâm di cho trượng phu trần doãn viễn ngồi xuống giảng giải cho hoành ca và lâm di về lịch sử của gia tộc cho nàng biết gốc gác của trần gia bọn họ lâu đời hơn cả trịnh gia nói xong trời cũng đã tối tiêu thị sai người đưa hoành ca và lâm di về phòng nghỉ ngơi vừa trở lại trong phòng lâm di lập tức gọi linh lung đến sao rồi em ở trịnh gia hỏi thăm được gì linh lung khẽ lắc đầu Nghe các bà tử trong viện nói vì quận chúa muốn chiêu đãi khách ngoài nên không có nhiều thân thích của Trịnh thị lắm, có người tới cũng chỉ là mấy nãi nãi trong nhà đến giúp quận chúa thôi. Xem ra nàng phải tự dựa vào bản thân suy đoán thôi. Thập Cửu Thúc chỉ nhắc tới Phù Dung Các, còn hỏi nàng có quen biết với gia quyến của các quan lại ở Phúc Ninh không. Nói cách khác, nếu nàng đến Phù Dung Các, hẳn sẽ gặp được người quen ở Phúc Ninh người quen ở phúc ninh có liên quan gì đến án tội của cha nàng nếu ngự sử muốn buộc tội cha nàng triều đình dĩ nhiên phải đến phúc ninh thẩm tra như vậy quan ở phúc ninh đến kinh thành có phải là vì chuyện này không nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng lần ra được đầu mối nào chỉ có thể chờ ngày mai cùng mẹ tới phù dung các một chuyến để xem tình hình đó là thế nào thôi có điều lúc nào mới nên đến đó đây cũng không thể sau khi tới đó rồi tìm từng nhà tra hỏi. Lâm Di nhìn về phía quất hồng, trong số bà tử chúng ta dẫn theo từ Phúc Ninh có ai thường xuyên ra ngoài mua đồ không? Quất hồng đáp lại, hiện giờ chúng ta vẫn dùng đồ mang từ Phúc Ninh tới, cần mua thêm ít vật dụng gì, Tam thái thái đều báo cho đại thái thái sai người đi mua à? Cũng không thể ngày nào cũng sai người ra ngoài mua đồ được. Lâm Di cẩn thận suy nghĩ, lúc còn ở Phúc Ninh, Mỗi lần tiêu thị ra ngoài làm khách, ngoài mama hầu hạ bên người sẽ dẫn theo cả đới bà tử. So với số gia quyến nàng từng gặp, số người hầu mà đới bà tử biết mặt còn nhiều hơn gấp bội. Lâm Di lập tức nảy ra một suy nghĩ, bảo Quất Hồng, ngày mai em cầm hai lượng bạc tới chỗ đới bà tử, nói ngày mai ta muốn đến phù dung các mô phấn thơm, bảo bà ấy sáng sớm đến trước cửa phù dung các đợi ta. Vậy nếu đới bà tử hỏi tại sao phải đến đó sớm như vậy thì nô tỳ nên trả lời thế nào? Không nói rõ lý do đới bà tử sẽ không nghe theo lời nàng đến đó đợi trước. Cứ bảo là ta nghe có người bàn tán rằng ngày nào cũng có người vận chuyển mấy hộp phấn thượng phẩm đến phủ dung các, chỉ không biết chắc là giờ nào nên mới muốn đới bà tử sang đó canh chừng trước. Nếu thật sự như người ta nói thì hỏi thăm giá cả, nếu là dưới 10 lượng bạc ta sẽ mua tặng mẹ dùng ngay chỉ cần được giao nhiệm vụ là đới bà tử sẽ kiếm ra cớ xuất phủ. Một bà tử đi theo xe xuất phủ cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Bảo bà ấy cứ yên tâm, ngày mai mẹ hỏi tới ta sẽ đích thân giải thích với mẹ. Quất Hồng cười nói, tiểu thư cho hai lượng bạc thì hậu hĩnh quá, em thấy chuyện nhỏ như vậy cho một lượng cũng đủ rồi. Có thể tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vậy cứ đưa cho bà ấy 11 lượng, có phấn thơm hảo hạng thì mua về, không có thì bà ấy cứ giữ lại một lượng mà tiêu. Quất hồng thò tay vào túi lấy chìa khóa ra, cổng nội viện vẫn chưa cài chốt, nô tỳ đi ngay đây. Chỉ lát sau quất hồng đã trở lại báo, đới bà tử rất vui vẻ nhận lời, còn nói ngày mai sẽ đi thật sớm canh chừng. Chỉ là nếu tam thái thái hỏi tới thì xin tiểu thư nói đỡ hổ. Lâm di gật đầu, gấp sách lại đi nghỉ ngơi. Đới bà tử khá tinh mắt, có chuyện bất thường nhất định sẽ phát hiện ra. Nếu một lần không tìm được gì, nàng vẫn có thể tìm cách để bà ấy ra ngoài thêm vài lần nữa. Sáng hôm sau, ăn điểm tâm xong, Tiêu Thị dẫn Lâm Di ra ngoài, tuy vẫn còn sớm nhưng trên đường cái đã náo nhiệt, đủ mọi loại âm thanh và tiếng mời chào. Vẻ hiếu kỳ của Lâm Di gợi cho Tiêu Thị rất nhiều hồi ức đẹp, bà vừa lắng nghe vừa giới thiệu những món ăn vặt và đặc sản nổi tiếng của kinh thành cho con gái nghe. Nhờ vậy mà đoạn đường không hề thấy dài, xe ngựa thoáng cái đã dừng lại trước phù dung các. Tiêu thị còn chưa xuống xe, đới bà tử chờ ở cửa đã tiến lên đón. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. mươi 29, Phần Thắng. Lâm Di nhìn về phía đới bà tử, vẻ mặt đới bà tử không có gì khác thường. Chờ ở đây từ sáng sớm vẫn không phát hiện được điều gì. Lâm Di đội mũ lưới lên, để Linh Lung đỡ xuống xe. Đới bờ tử khom người đứng bên cạnh tiêu thị thưa, nô tỳ đợi từ sáng sớm cũng không thấy có người vận chuyển phấn thơm đến phù dung các. Nô tỳ vào hỏi chủ tiệm, chủ tiệm cho biết tất cả phấn thơm đều được chế tạo tại hậu viện, có lẽ tiểu thư đã nghe nhầm. Tiêu thị thở dài nhìn lâm di, con bé này chỉ để mua cho ta một hộp phấn thơm mà tốn nhiều công sức như vậy. Tuy nói vậy nhưng bà vẫn tươi cười. Lâm Di quay sang nhìn con ngõ bên cạnh Phù Dung Các, chẳng lẽ nàng hiểu sai rồi? Ý của Trịnh thập Cửu không phải là như vậy. Trịnh thập Cửu chỉ tình cờ nhắc đến gia quyến của quan lại Phúc Ninh thôi. Nàng nhớ cha từng nói, không được truyền triệu thì quan lại tỉnh ngoài không được vào kinh. Trịnh thập Cửu rõ ràng muốn ám chỉ Phúc Ninh có quan lại lén lút vào kinh, nếu bắt được nhược điểm này, chuyện của cha vẫn có cơ hội cứu vãn chính vì nghĩ vậy nên nàng mới bảo đới bà tử chờ đợi ở trước cửa phù dung các. Hạ nhân của các gia đình thường dậy thật sớm ra ngoài chọn mua đồ, nói không chừng sẽ có người bị đới bà tử nhận ra, cứ thế đới bà tử sẽ thuật lại cho tiêu thị nghe, sau đó cha nàng cũng sẽ biết. Nàng không thể nói thẳng với cha rằng mình ở trịnh gia được người ta nói cho một tin tức chưa xác định, bởi theo tính của cha thì ông chắc chắn sẽ bắt nàng nói rõ ràng mọi chuyện, trong khi nàng chẳng cách nào giải thích về cuộc gặp gỡ giữa mình và Trịnh thập cửu. Ít nhất phải làm rõ thực hư rồi nàng mới có thể sắp xếp ổn thỏa. Lâm Di và Tiêu Thị chuẩn bị vào phù dung các, đằng sau chợt truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc. Hạ nhân đặt bục đỡ cho người trên xe bước xuống. Có phải Trần Tam Thái thái đó không? Tiêu Thị và Lâm Di đồng loạt quay người lại, liền bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Lâm đại thái thái. Nghĩ tới sự kiện Lâm Di bị Lâm Gia Mưu tính chuyện xấu, tiêu thị thật sự không cách nào tươi cười với Lâm Đại Thái Thái như cũ. Tỉ muội tốt chơi với nhau từ nhỏ thoáng cái biến thành tiểu nhân gian trá, tiêu thị thật sự vô cùng khó chịu, ngay cả nhoèn miệng cười cũng lười làm. Song Lâm Đại Thái Thái dường như không nhận ra, còn rất vui vẻ vì vừa khéo gặp được nhau thế này, hăng hái giúp tiêu thị và Lâm Di chọn phấn thơm. Ta biết cô thích hương hoa lê. Lâm Đại Thái Thái lấy khăn che miệng cười, cô thậm chí còn từng thả hoa lê vào trà nếm thử nữa cơ. Hoa lê để ngửi chứ chưa nghe nói dùng trong đồ ăn thức uống bao giờ, ấy vậy mà hiện trong kinh cũng có bán phấn thơm mùi hoa lê rồi. Chủ quán vội vàng bảo người làm mang phấn hoa lê thượng hạng đến, Lâm Đại Thái Thái mở hộp ra đặt dưới mũi Tiêu thị. Hương thơm thanh thoát bay vào mũi, Tiêu thị khoan khoái, mùi thơm dễ chịu thật. Lâm Đại Thái Thái cười nói, ta biết ngay là cô sẽ thích mà. Vừa nói bà ta vừa nhìn về phía Lâm Di, Lục Tiểu Thư không thích phấn thơm thì có thể thử sáp mật, mấy nha đầu nhà ta đều dùng sáp mật của nơi này đấy. Biểu hiện của Lâm Đại Thái Thái vừa chân thành vừa tự nhiên, đến độ nếu không vì biết rõ tính cách thận trọng của Lâm Di, Tiêu Thị Hẳn đã nghi ngờ con gái xuyên tạc ý tứ của Lâm ra rồi. Chọn được phấn thơm vừa ý, tất cả cùng nhau trở ra, vừa đến cửa liền nghe thấy tiếng người mắng mỏ. Ta đã nói ở đây không phải là văn gia gì đó rồi. Tòa nhà này là do lão gia và phu nhân nhà ta mới mua. Chủ trước dọn đi đâu rồi làm sao chúng ta biết được. Người còn ở lì chỗ này nữa thì chúng ta sẽ báo quan đấy. Người nọ cầu khẩn thêm mấy tiếng liền bị gã gia nhân vừa cao giọng gắt gỏng khi nãy lập tức quơ lấy gậy đuổi đánh. Nghe thấy trong ngõ vọng ra tiếng ồn ào, tiêu thị hoảng hốt giấu lâm di ra sau lưng, nha hoàn bà tử cạnh đó cũng súng xít vây quanh hộ tống lâm đại thái thái tiêu thị và lâm di lên xe ngựa tiêu thị vừa kéo lâm di ngồi xuống thì nghe thấy tiếng gậy gỗ đập trên mặt đất kêu bôm bốp người bị đánh đuổi khi nãy đã sợ đến mất hồn mất ví liên tục cầu xin tha thứ bà tử vừa chỉ huy gia nhân đuổi theo đi ra nhìn thoáng qua liền lui lại xe ngựa của lâm gia và trần gia lần lượt rời đi ồn ào trước của phù dung các cũng dần dần lắng lại Tiêu Thị vừa định cảm thán với Lâm Di rằng con người sống trên đời thật sự không dễ dàng, đới bà tử ngồi ở đầu xe đã nhẹ giọng thưa Thái Thái. Vừa rồi hình như Nô Tì nhìn thấy hạ nhân của nhà Thôi Thủ Thành à. Tiêu Thị vốn không để bụng lời này, nhưng nghĩ lại thì đây là kinh thành, sao, sao có thể? Nô Tì thấy được rõ ràng Thái Thái nhà Thôi Thủ Thành thường qua lại với Thái Thái nên Nô Tì nhớ mặt hạ nhân của thôi ra. Tiêu thị vẫn chưa hiểu được khúc mắc trong chuyện này, Lâm Di lên tiếng nhắc nhở, "Mẹ, cả nhà của thôi thủ thành cũng vào kinh sao?" "Đâu có. Lúc trước cả nhà còn ngồi bàn về chuyện này, thôi thủ thành là quan võ, quan võ cần công văn của triều đình mới có thể vào kinh mà." Tiêu thị cũng thấy khó hiểu. "Cha đã nói quan lại của tỉnh ngoài không có lệnh truyền sẽ không được vào kinh. Lúc trước chẳng phải ở Phúc Ninh cũng từng có vụ xử trí quan viên tự tiện vào kinh sao?" mẹ quên rồi à già trẻ cả nhà đều bị liên lụy tiểu thư nhà họ còn phải đi làm quan tì đấy quan tì phụ nữ thời phong kiến bởi vì tội mà phải vào phủ quan làm nô tì vị tiểu thư kia rất xinh đẹp lại còn có tài đánh đàn tiêu thị vốn rất thích nàng ấy lúc nghe nói nàng ấy bị quan phủ giải đi làm quan tì bà đã thổn thức mất vài ngày nói vậy tức là tự tiện vào kinh nói đến đây sắc mặt tiêu thị chợt trở nên vô cùng khó coi chờ đến tối cha con về rồi hãy nói chuyện như vậy dĩ nhiên phải ra tay càng sớm càng tốt bằng không để người thôi ra biết được liền rời kinh ngay trong đêm thì coi như tòi công mẹ lâm di nhắc chừng ngộ nhỡ liên quan tới chuyện của cha thì sao chờ đến tối chẳng phải muộn quá rồi ư mấy ngày nay trượng phu luôn giàu dĩ vì chính sự nếu thật sự có cơ hội cải thiện tình hình bà đúng là cầu còn không được, tiêu thị nhíu mày, rồi nhầm lẫn. Lầm gì trấn an bà, cũng đâu phải chuyện gì lớn, cùng lắm thì coi như nhận lầm người thôi mà. Tiêu thị nghe vậy mới đồng ý, nói với đới bà tử ngồi ngoài xe, bảo đứa sai vặt đến nha môn báo cho lão gia biết chuyện này. Đới bà tử dĩ nhiên vui vẻ, nếu xác nhận đúng là vậy thì công đầu chính là của bà, nói không chừng còn có thể được thăng vào nội viện làm việc, không cần phải ở ngoài phơi nắng phơi gió nữa, cho nên bà ta lập tức hớn hở đi báo tin. Trong xe ngựa, Lâm Di cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngẫm lại thì, mọi chuyện không thể trùng hợp đến như vậy, nàng bảo đới bà tử chờ ở đây từ sáng sớm cũng không thu hoạch được gì. Ấy thế mà hai mẹ con nàng vừa bước ra khỏi phù dung các thì hạ nhân của thôi ra liền lộ mặt. Đây là ý của trịnh gia hay do trịnh thập cửu đang âm thầm hỗ trợ? hôm nay Lâm Đại Thái Thái cũng xuất hiện ở Phù Dung Các, chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Rõ ràng là có người tỉ mỉ sắp xếp, bằng không chẳng thể nào trùng hợp đến vậy. Chưa biết chừng, cả Lâm Gia và Trịnh Gia đều bị người ta tính kế. Bây giờ điều Lâm Di có thể xác định chính là chuyện này không hại gì đối với nhà bọn họ. Cha nàng có thể nhân cơ hội thoát thân, nói không chừng có lập được công lớn, nhìn mặt nào cũng là được lợi nhất. Còn về phần lâm gia và Trịnh gia, là lợi hay hại thì còn phải chờ xem. Tiêu thị và Lâm Di trở lại Trần gia, tặng số phấn thơm vừa mua được cho nữ quyến trong phủ xong mới vào phòng chờ tin. Tiêu thị thấp thỏm không yên mãi, may có Lâm Di bên cạnh ngăn cản, bằng không bà đã sai người đến nha môn thám thính rồi. Trần Doãn Viễn không về nhà đúng giờ, Tiêu thị bồn chồn suốt bữa cơm tối, Lâm Di phải viện cớ nói muốn bài trí lại khuê phòng tiêu thị mới bị phân tâm một chút, để Lâm Di chọn vào nha hoàn bà tử trong phòng mình qua hỗ trợ. Cuối cùng Lâm Di dẫn theo cả chục hạ nhân theo mình về phòng, tiêu thị ngóng trong mãi, Trần Doãn Viễn mới trở lại. Vừa vào cửa ông liền không giấu được vẻ mừng rỡ nữa, không chờ tiêu thị hỏi đã chủ động mở miệng trước, thật sự là thôi thủ thành dẫn tiểu thiếp vào kinh. Vừa nói ông vừa hưng phấn bước tới kháng ngồi xuống mà chẳng buồn cởi quan bào ra, ban đầu thôi ra còn không thừa nhận, chỉ nói là tiểu thiếp tự vào kinh du ngoạn. Nhưng ai chẳng biết thôi thủ thành cưng nựng tiểu thiếp đến tận trời, làm gì chịu để cô ta một mình vào kinh chứ, chưa kể, có thiếp thất nào tự do được đến vậy đâu. Lúc dẫn người bắt cô ta đến quan phủ tra hỏi, ta chỉ mới lớn tiếng nói muốn giúp thôi thủ thành truy bắt tiểu thiếp bỏ trốn thì tên thôi trình viễn kia đã chui ra khỏi mật thất đòi liều mạng với ta rồi. Ha ha ha! mệt cho hắn còn tìm cớ dọa dẫm ta rằng hắn phụng mật chỉ vào kinh, ta bảo đưa mật chỉ ra thì hắn lại không có. Thế là ta cứ làm theo phép, giải cả hắn và tiểu thiếp vào hình bộ luôn. Trần Doãn viễn hớp một ngụm trà, chép chép miệng cảm thán, mấy năm qua gã này làm không ít chuyện xấu, hôm nay rốt cuộc cũng bị ta nắm thóp. Lần này cho dù ta bị tiểu nhân hãm hại thì cũng coi như đã kéo theo được một tên làm đệm lưng cho mình. Vừa nói ông vừa vỗ đùi, thế là hòa vốn rồi. Tiêu thị khó hiểu hỏi, chẳng phải quan hệ của lão gia và Thôi thủ thành luôn không tệ sao? Trần Doãn Viễn chợt sầm mặt không đáp, trên đường trở về ông vẫn còn thấy hối hận vì mình đã không nói tới chính sự cho Tiêu thị nghe, lần này bắt được Thôi thủ thành hoàn toàn đều nhờ công của Tiêu thị. Nhưng giờ nghe bà hỏi vậy, ông thật sự thấy mình đã phí công ăn năn rồi. Tiêu thị vào trong lấy y phục mặc nhà cho Trần Doãn Viễn thay ra, lần này thôi thủ thành phạm tội lớn lắm sao? Đâu chỉ là tội lớn, có thành quốc công làm chỗ dựa cũng không thể tùy tiện lấy giấy tờ giả qua mắt kiểm soát. Võ tướng không được truyền gọi mà vào kinh cũng bị coi như tội mưu phản. Thành quốc công làm gì dám để hai chữ mưu phản, này dính dáng tới mình cho nên ông phải nhân cơ hội này lập tức thu thập chứng cớ phạm tội của thôi thủ thành mấy năm qua đóng thành tấu trương dâng đến trước mặt hoàng thượng. Trần Doãn Viễn quyết định xong, lập tức gọi tiêu thị, bảo người đi chuẩn bị giấy bút, tối nay ta sẽ ngủ lại ở thư phòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. chương 30, tiếng gió. Trần Doãn Viễn dâng tấu lên, lớp màn bí mật che đậy y quán của thôi thủ thành liền bị vạch trần. Rất nhiều nhân vật lớn trong kinh lập tức hối hận vì không giành được, để một viên quan tình ngoài đến đoạt công. Nhị lão Thái Thái Đồng Thị cũng vô cùng kinh ngạc. Lão Tam làm ra chuyện lớn như vậy ở ngay trước mắt bà mà bà ta lại không hề phát hiện. Cha hỏi kỹ lưỡng mới biết được, thì ra đêm đó Lâm Di muốn sắp xếp bài trí lại phòng mình nên gần như tất cả nha hoàn bà tử trong phòng tiêu thị đều qua đó giúp thành ra cuộc đối thoại của hai vợ chồng mới không bị người khác nghe thấy lý do bỗng nhiên bài trí phòng lại của Lâm Di là thời tiết bắt đầu trở nóng, nàng muốn chuyển phòng từ buồng có lò sưởi sang gian ngoài. Loay hoay cả canh giờ, rèm chướng trong phòng đều được đổi thành lụa mỏng màu xanh nhạt mát mắt, ghế bọc vải gấm cũng được thay bằng ghế đầu đơn giản, gian ngoài lập tức biến thành khuê phòng của thiếu nữ. Lâm Phương nghe nói cũng chạy sang chỉ trỏ tới lui, gợi ý bảo đổi rèm lụa xanh với màu xám nhạt, Cuối cùng còn hào phóng tặng một trong những bức tranh mình thích nhất cho Lâm Di. Nói đến chuyện đêm đó, Lâm Phương còn hét mũi hắt cằm, bởi vì hễ là người có mắt đều nhìn ra được, người lớn lên ở vùng quê như Lâm Di làm gì có cửa bì được với nàng ta. Có điều Lâm Phương không đắc ý được lâu, lúc ở viện tử trúc của Điền Thị, nghe nói Lâm gia và tam thúc liên thủ hành sự, Lâm Phương đã sừng sốt vô cùng. Lâm gia thật sự định cưới con nhỏ Lâm Di quê mùa kia về nhà ư? Nghĩ vậy nàng ta liền mặt đưa đám cầu cứu Điền thị, "Mẹ, không thể như vậy được." Điền thị chỉ có thể trấn an con gái, đầu đuôi rốt cuộc ra sao còn chưa rõ, cho người ra ngoài hỏi thăm đã rồi nói sau. Cuối cùng cũng hỏi thăm được rõ ràng, thì ra Lâm gia và Trịnh gia đều chẳng nhúng tay vào chuyện này, thế nhưng cũng có chút liên quan. Lâm Đại Thái Thái và Tam Thái Thái cùng vào phù dung các, tình cờ phát hiện chuyện thôi thủ thành tự tiện vào kinh. Đồng ma ma thuật lại những gì hỏi thăm được cho nhị lão Thái Thái nghe. Nhị lão Thái Thái nhíu mày, sao lại dính dáng tới cả lâm gia nữa? Cùng lúc đó, đại lão gia Trần Doãn Ninh bước vào phòng. Nhị lão Thái Thái bảo con trai ngồi xuống, đồng ma ma dâng trà lên cho đại lão gia rồi ra ngoài cửa canh chừng vẻ mặt trần doãn ninh âm trầm mắt cụp xuống lần này lão tam lập công lớn rồi nghe nói thôi trình viễn vốn vào kinh để móc nối quan hệ chuẩn bị buộc tội lão tam ai ngờ lại bị lão tam bắt tại trận lúc trước ông ta cũng nghe ngóng được tin ngự sử muốn tố cáo trần doãn viễn không ngờ chưa gì đối phương đã đảo ngược được tình thế nhị lão thái thái đồng thị liếc nhìn con trai chẳng phải ta đã bảo con để ý tới lão tam rồi ư chuyện như vậy mà cũng không phát hiện. Thôi trình viễn cũng không phải hạng vô dụng, nếu đã dám đưa ra quyến vào kinh thành thì chắc chắn đã sắp xếp kỹ lưỡng để không bị phát hiện dễ dàng. Vậy mà lão tam nhoáng cái liền bắt được thôi trình viễn, hẳn là đã mưu tính ổn thỏa từ trước rồi. Nghe tới đây Trần Doãn Ninh bất đắc dĩ nói, con đã cho người theo sát tam đệ, quả thật không phát hiện ra tam đệ có động thái gì người báo lại đều nói là do hạ nhân của tam đệ muội vô tình phát hiện. Vô tình phát hiện, một nữ quyến. Nhị lão thái thái cười lạnh, nếu bí mật nào cũng dễ dàng bị phát hiện như vậy thì trong kinh đã chẳng có nhiều an hồn đến thế. Lão tam nhất định được người khác mách nước, bằng không làm gì biết đi nước cờ cao minh như vậy chứ. Vậy người kia là ai? Mắt Trần Doãn Ninh hơi lé lên, thật sự là lâm ra sao? lâm gia tuy lợi hại nhưng chưa chắc có thể âm thầm sắp xếp khéo đến thế nhớ đến chuyện lão thái thái chi chính dẫn lục nha đầu đến trịnh gia nhị lão thái thái cũng suy đoán hay là bà già kia đã thuyết phục trịnh lão phu nhân giúp đỡ trần doãn ninh nói bên ngoài cũng có người nói là trịnh các lão nhúng tay quái lạ tại sao mấy người đó bỗng dưng đều coi trọng lão tam vậy nhị lão thái thái nhất thời thấy hơi bất an vậy chuyện tố cáo kia bây giờ không ai dám lên tiếng cả. Lão Tam không những áp tải thôi trình viễn đến hình bộ mà còn viết ra 10 tội lớn của hắn thành tấu trương dâng lên triều đình. Bây giờ người nào hoạnh huệ lão Tam đều bị coi như đồng đảng của thôi trình viễn. Tội của thôi trình viễn là tội mưu phản, không phải là tội nhẹ. Nhị lão thái thái nhìn Trần Doãn Ninh, nếu chuyện này có thể giúp lão Tam trụ được qua khỏi kỳ báo cáo thì sao? Còn tính thế nào? để cả nhà lão tam bình an trở về phúc ninh tiêu thị cũng đang hết sức đau đầu vượt qua được mấy tháng này bọn họ nên trở về phúc ninh hay nên ở lại kinh thành như gợi ý lúc trước của trượng phu dù sao bây giờ tình hình cũng đã khác không có ai nhăm nhe buộc tội hay đe dọa mỗi ngày trượng phu đi làm về đều mặt mày tươi cười khiến bà cảm thấy lần báo cáo này trượng phu mình nhất định sẽ được loại yêu ngược lại lâm di hiểu tâm sự của cha mình sau khi vụ án của Thôi Trình Viễn kết thúc, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Nếu Trịnh gia và Lâm gia thật sự đứng về phía cha, tình hình may ra còn có thể thay đổi chút ít. So với mối quan hệ phức tạp của người lớn, Trịnh Thất tiểu thư và tỷ muội Tề gia vẫn thư từ qua lại với Lâm Di như bình thường. Trong thư của Trịnh Thất tiểu thư chỉ nói tới chuyện Hải tiểu thư nhà ngự sử bị cấm túc này nọ chứ không hề nhắc về chuyện nàng được Trịnh thập cửu mách nước trịnh thập cửu là nam giới khác họ lâm di không thể chủ động nhắc tới nên dựa vào nội dung thư của trịnh thất tiểu thư mà hồi âm nha hoàn vừa cầm thư ra ngoài thì linh lung bê một hũ mứt quả vội vàng đến cạnh lâm di thấp giọng báo tiểu thư bên chi chính xảy ra chuyện rồi nghe nói đại cô gia vừa bị bắt đại tiểu thư đòi sống đòi chết khiến lão thái thái chi chính ngất xỉu lúc trước nàng còn nghe bá tổ mẫu nói khả năng viên gia được lật lại bản án còn phải xem lâm gia có chịu giúp hay không tại sao bây giờ đại tỷ phu lại bị bắt lâm di lập tức sai linh lung lấy quần áo cho ta thay linh lung vội vàng đặt đồ trong tay xuống đi lấy y phục cho lâm di thay xong xuôi hai chủ tớ đi thẳng tới phòng tiêu thị tiêu thị cũng vừa nhận được tin đang suy nghĩ có nên sang thăm lão thái thái chi chính hay không Lâm Di lên tiếng bảo mẹ, chúng ta sang đó xem bá tổ mẫu thế nào đi. Ừ, nghĩ tới lão thái thái chi chính hiền từ, Tiêu Thị cũng đồng ý báo cho lão thái thái một tiếng rồi mẹ con mình cùng qua đó. Vừa nói bà vừa căn dặn Nha Hoàn đi lấy vài thứ mang theo. Lúc từ Phúc Ninh về kinh Tiêu Thị có mang theo một gốc nhân xâm rừng, chẳng nỡ cho ai. Bây giờ không có món gì khác, bà liền bảo Nha Hoàn gói mang theo bất kể có dùng tới hay không thì cũng coi như bày tỏ được tấm lòng. Lúc Tiêu thị và Lâm Di đến chỗ của Nhị lão thái thái, Nhị lão thái thái cũng đang chuẩn bị sang chỗ Chi chính, tất cả vừa lúc lên xe cùng đi. Lâm Di mới đỡ Nhị lão thái thái bước vào niệm từ đường của lão thái thái Chi chính liền nghe thấy tiếng khóc của Lâm Kiều, tổ mẫu, đừng làm cháu gái sợ, đều tại cháu gái không đúng. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn